hôm nay đây đó là hoa trời. Chỗ hoa trời này đó muốn nói cho chúng ta đó, cái hoa đó không có ở trên nhân gian mà nó chỉ có ở trên thiên thượng, tức là ở một cái thế giới khác đi, không phải thế giới ta. Nhưng mà người ở trong thế giới này của ta mà tu hành thì cái tâm chúng ta nên khi hướng thượng, cho nên cái tâm chúng ta nó có thể tiếp cận được các cái loại hình thế giới khác nữa. Cho nên gần chúng ta nhất thì người ta gọi là chư thiên, cái tên khác ta nói đó là trời. Nhưng mà trời ở trong Phật giáo thì nó khác hơn cái là ông. Thì ông trời đó thì thường ta quan niệm đó là thượng đế, tức là một con người duy nhất. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đó, trời đó thì trước nhất là nó có 6 cõi trời gọi là dục giới, rồi lên tới 18 cõi trời nữa sắc giới, và 4 cõi trời nữa gọi là vô sắc giới. Mà cái người gần chúng ta nhất á, tức là chư thiên mà gần chúng ta đây nhất á, mà được nói tới nhiều nhất á, đó là trời Đao Lợi. Tại vì trời Đao Lợi đó là cách chúng ta có một khoảng thôi, tức là gần với con người nhất. Cho nên khi Đức Phật thuyết pháp á, thì thường ta gọi là Thích Đề Hoàng Nhân hay là trời Đế Thích ấy, đều tới nghe pháp được, tức là gần nhất. Còn cao ở trên ấy, tức là cõi trời thứ 18 của sắc giới ấy, thì họ cũng có thể tới nghe Đức Phật thuyết pháp được. Nhưng mà Đại Phạm Thiên Vương vì cái dạng của nó khác với mình nhiều cho nên mình không thấy được. Còn trời Đế Thích ấy, hay là chư thiên mà thường tới nghe pháp ấy, thì các vị A-la-hán, các vị Thánh Tăng có thể thấy được các vị này. Còn chúng ta đây nữa, là chúng ta không thể thấy được bằng mắt, vì chúng ta chưa đắc quả. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được bằng niềm tin, hay là bằng cái cảm giác của chúng ta nữa, cái cảm nhận của chúng ta. Chúng ta cũng có thể thấy được cái thế giới mà đó ta gọi là thế giới của tâm. Thì trong cái thế giới của tâm chúng ta đây, mọi người tiếp xúc vào ở trong cái thế giới mà của ma quỷ nhiều hơn. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta cái khi đi tu đó, cẩn thận nhất là đừng để lạc vào trong thế giới này, tức là lạc vào trong thế giới ma quỷ gần chúng ta nhất. Vì vậy đó mà thường ở các Phật tử chúng ta tu đây đó là chúng ta không nên tin vào những người mà gọi là đồng bóng. Thế những người này đó là họ gắn liền với cái thế giới của ma quỷ. Nhưng mà ma quỷ này đó, thì họ cũng xưng là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên. Nhưng mà thiệt ra đó thì không phải. Tại chư thiên đó, họ không thể tới gần chúng ta được. Tại chúng ta đây đó là còn kẹt vào trong cái họ rất sợ chúng ta. Khi mà Đức Phật trong thiền định ngài thuyết pháp cho chư thiên nghe thì lúc bây giờ ngài đang bước tới thì thấy những cái tia sáng nó giọt lên hư không, thì ngài đang mới hỏi Đức Phật sao có những hiện tượng này. Đức Phật nói đó là chư thiên xuống nghe pháp. Nhưng mà vì A Nan lúc đó chưa đắc thánh quả cho nên cái tâm phàm tục còn, tức là còn tham, còn giận, cho nên chư thiên họ không thể gần được. Cho nên khi mà chúng ta còn giận thì lúc bây giờ chư thiên họ nhìn thấy như là lửa đốt, như là sợ. Cái lâm tâm tham muốn thì chư thiên họ cảm giác
đó là bị nước nhận chìm, cho nên họ không tới gần tới được. Các vị biết như vậy đó, cho nên những người này họ không thể nào gần được người phàm tục. Mà người phàm tục tự xưng thì chúng ta biết là ma quỷ tự xưng thôi, cho nên chúng ta cố gắng tránh cái này. Thì ở đây chúng ta muốn nói là hoa trời, thì thầy nhắc lại là nó không phải là hoa ở trên nhân gian có, hoa trên thiên thượng. Thì bao giờ nữa cái tâm chúng ta nữa mà lên tới thiên thượng thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy hoa này, hay là thậm chí chúng ta nhặt được hoa này. Thì khi chúng ta lên ở trên thiên thượng, người tu tịnh độ đấy bảo là về bên cực lạc á thì mới thấy được hoa này và nhặt được hoa này. Cực lạc á thì những người bên đó mỗi sáng họ lượm hoa trời, tức họ nhặt được hoa, họ thấy hoa trời rơi xuống, bây giờ họ mới nhặt được hoa mà họ đem họ đi cúng dường chư Phật ở trong mười phương. Còn chúng ta đây nữa thì khó thấy và đương nhiên không nhặt được. Thì đây nó có hai trường hợp mà thấy được hoa trời. Cho nên trường hợp thứ nhất đó, là người ta thấy được hoa trời với cái tên là hoa mạng Đà La và hoa mạng Thù Sa. Mạng Đà La trước rồi kế đó là mạng Thù Sa. Thấy ở đâu? Tức là ở trên Linh Thú Sơn, tức là nơi mà Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa đó. Thì quý vị đọc Kinh Pháp Hoa thì có thấy cái câu mở đầu đó, Đức Phật nói Kinh Vô Lượng Nghĩa, tức là vào định Vô Lượng Nghĩa. Nhưng khi Đức Phật vào định Vô Lượng Nghĩa thì bây giờ nữa, ở trong chúng hội mới thấy được hoa trời, tức là thấy được hoa mạng Đà La rơi xuống trước, rồi kế đó là thấy hoa mạng Thù Sa rơi xuống sau. Đây là hai cái loại hoa trời. Nhưng mà cái loại thứ nhất này đó là chúng ta dễ thấy hơn. Cho nên một số người đó, họ dịch hoa mạng Đà La tức là hoa tiết, hoa tuyết. Nhưng mà thầy nói không phải. Mặc dù chữ phạn thì dịch nghĩa đen nó có thể, đó là hoa tuyết là vì nó trắng, hoa trắng. Thì ta nghĩ là hoa này trắng như tuyết cho nên ta gọi là hoa tuyết. Hay là hoa này bảo là trên trời rơi xuống cho nên nó tuyết từ trên trời rơi xuống. Rồi họ dịch luôn cái hoa mạng Thù Sa đó thì họ dịch tức là mưa đá. Tại nên mưa đá rớt xuống đó, mặt trời chiếu vào đó, nó lung linh, nó đẹp đó, cho nên ta gọi đó là hoa mạng Thù Sa, tức là thủy tinh hay là mưa đá mà khi gặp nắng lên chiếu vào đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy vậy, tức là hòn nước đông lại. Thầy nói cái này không phải. Hiểu theo con người nữa thì có thể hiểu như vậy, nhưng mà hiểu theo Phật, hiểu theo tu hành nữa thì khác. Tại chỗ này kinh ghi rõ đó. Đức Phật nhập Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội thì lúc bây giờ đã qua trời mới rơi xuống. Cho nên đây là nói về chuyện tu hành. Nên là có những người đi xa thêm bước đó, thì nói rằng qua mạng Đà La chỉ có ở trên Linh Thú Sơn, qua mạng Đà La chỉ có ở trên sân chùa Thiếu Trì. Thành ra ở trên Linh Thú Sơn khi mà Đức Phật thuyết Kinh Pháp Hoa đó, rồi Đức Phật nhập vào cái định Vô Lượng Nghĩa này, tức là Kinh Pháp Hoa, thì làm cho mọi người ở trong Pháp hội người ta cảm thấy vui. Cảm thấy vui một cách lạ lùng, tức là vui trong yên lặng. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, các Phật tử nghiệm lại thì thấy trong cuộc đời mình về vấn đề tu hành, đa số đó là chúng ta sử dụng cái thân gọi là tha thọ dụng. Cho nên khi ta có cái thân này đó thì phần nhiều á chúng ta đem vật chất vào để mà nuôi cái thân này. Nó rõ hơn á là mỗi ngày chúng ta phải ăn, phải uống, phải thở thì ta mới sống được. Phải có cái này, phải có ăn, phải có... Đức Phật gọi là cái thân này là cái thân tha thọ dụng, tức là nhờ cái điều kiện bên ngoài đó, nhờ cái điều kiện bên ngoài
mà nó mới nuôi được cái thân này. Nếu ngày nào mà chúng ta không ăn, không uống hay không thở đó, thì ngày đó chúng ta không còn hiện hữu trên cuộc đời nữa. Cái đó là chỉ cho cái thân vật chất chúng ta. Nhưng mà cái người tu hành á, thì thường thường người ta nâng lên một bức, nó gọi là siêu vật chất, ta mới có cái đời sống tinh thần. Thì cái Hoa Mạng Đại La này là chỉ cho một cái siêu vật chất và cái đời sống tinh thần này. Mà ở trong Phật Pháp ấy, thì ta gọi đây là Pháp Hỷ Thực, hay là Pháp Hoa, Hoa của Pháp. Cho nên cái người đó mà nghe được Pháp và cảm thấy vui với Pháp ấy, thì cái người mới tới với đạo được, ta gọi đây là thấy được Hoa. Còn cái trường hợp mà chúng ta nghe chưa được Pháp, thì nghe chưa được Pháp này có gì nào? Đó. Bây giờ tất cả các Phật tử tới đây nghe Pháp á, thì thường thường ta nói ai cũng nghe được hết á. Nhưng mà cái chỗ này đó, Ngài A Nan nói gì? Nghe mà không nghe, phải không? Nghe mà không nghe, tức là nghe ngôn ngữ mà không nghe được Pháp ngữ. Đây quý vị nhớ. Cho nên có một lần á, gặp anh Vũ, anh nói chuyện chơi thôi, nhưng mà thầy nghiệm thầy thấy đúng. Anh nói, thưa Hòa Thượng, con á, là tiếng gì con nghe cũng được hết á. Tiếng Nga con nghe cũng được, tiếng Đức con nghe cũng được, tiếng Anh con nghe cũng được, tiếng nào con nghe cũng được hết á. Nhưng mà con không hiểu, nghiệm cái này xem. Cái này đó, ở trong Phật Pháp ta gọi là nghe ngôn ngữ nhưng mà không nghe được pháp âm. Cho nên trên bước đường tu này của chúng ta đó, cho nên bây giờ nghe ngôn ngữ mà không nghe được pháp âm, ta đảo lộn trở lại đó, nghe được pháp ngữ mà không nghe ngôn ngữ thôi. Cái này ta bảo nghe bằng tâm. Đây quý vị đã biết rồi. Nghe bằng tâm, nghe bằng tâm là nghe được pháp, tâm ta nghe được pháp, nhưng mà ngôn ngữ không có, ta không nghe. Nên đây là cái việc quan trọng nhất ở trong khi mình tu. Ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng cái khi mà Ngài tụng kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài mới thấy cái hội Linh Sơn chưa tan, và mà Ngài nghe được Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Cái chỗ này nó không nghe mà nghe, tại vì Ngài cách Đức Phật có 1000 năm, thì đương nhiên Đức Phật đâu có nói nữa, nhưng mà Ngài vẫn nghe được Đức Phật thuyết pháp. Bảo nghe bằng gì? Tức nghe bằng cái tâm thiền của mình. Cho nên khi mà Ngài tụng kinh Pháp Hoa, nhập được cái chỗ mà thâm diệu của kinh, đạt tới cái chỗ mà thâm diệu của kinh, thì cái lúc đó đó Ngài không đọc nữa. Thành ra mình thấy đó, Ngài ngồi yên thôi, Ngài không đọc nữa. Nhưng mà trong lúc đó tới cái chỗ đó là cái chỗ mà đỉnh cao nhất của cái chuyện tu hành. Cái chỗ này nữa ta gọi là lìa ngôn ngữ. Ta nói lìa được ngôn ngữ, thì bây giờ chúng ta mới đi vô một bước nữa đó, là chúng ta mới vào tâm để nghe được pháp. Còn tất cả các Phật tử chúng ta đã nghe bằng lỗ tai đó, thì chưa phải là nghe. Nghe bằng lỗ tai mà chung vô tâm chúng ta được đó, gọi là cái người này nghe mà nghe. Ngài A Nan bảo chúng ta vậy đó. Ta nói nhờ nghe cái âm thanh bên ngoài, nhưng mà nó đưa vào tâm chúng ta đó, tâm ta sáng lên. Cho nên cái này lỗ tai nghe và tâm cũng nghe. Thì lỗ tai là tiếp cận âm thanh bên ngoài, nhưng mà nó đưa vào trong cái ý thức của chúng ta. Cho nên từ cái chỗ này, nhờ nghe pháp bên ngoài mà cái ý chúng ta đó tiếp cận được với cái giáo nghĩa. Cho nên Ngài gọi là nghe là nghe. Còn các vị Bồ Tát thì lúc bây giờ bảo là không nghe mà nghe, tức là phải cắt đứt cái ngôn ngữ. Tại ngôn ngữ thuộc về vọng trần. Bây giờ đó, thầy mới nói là trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Thành ra quý vị đọc khi mà kết cái bài kinh của mình đó, có câu này: trần duyên thuận nghịch tâm không thiết,
Cho nên chúng ta nó thuận cũng vậy mà nghịch cũng vậy. Tâm chúng ta không còn kẹt vô trong chỗ này nữa. Còn đa số chúng ta tu hành nhưng mà chúng ta kẹt vào chúng duyên, cho nên bị chúng duyên nó ràng buộc chúng ta, nó làm khổ sở chúng ta. Cái chúng duyên này là gì? Gọi là nghiệp duyên. Cho nên mỗi một người có một nghiệp riêng. Vì vậy đó mà đôi khi ta ngồi để ta nghe pháp bằng lỗ tai, nhưng mà cái nghiệp chúng ta nó lôi kéo chúng ta đó. Lúc bây giờ cái tâm chúng ta nó tùy nghiệp mà chuyển biến. Cho nên có những người mà nghe pháp, trong lúc đó cái tâm thì đang nghĩ về cái chuyện gia đình. Có người ta đang nghĩ về làm ăn, nghĩ về gia đình thì cái này đó thì thiệt ra chưa vào tâm, pháp chưa vô. Mà trong tâm chúng ta đó là cái chuyện làm ăn nhiều hơn, cái chuyện gia đình nhiều hơn, cái chuyện thương ghét nhiều hơn. Cho nên khi đó bảo là nghe không được, do đó phải bỏ đi thôi. Tức là nghe cái pháp không được, do đó bỏ đi. Vì vậy mà ở trong hội Pháp Hoa chúng ta biết là có 5.000 người không nghe được. Tức là nghe ngôn ngữ nhưng mà không nghe được pháp. Mà không nghe được pháp thì sao? Cái tâm nó duyên với tà pháp, tức là tâm đang nghĩ chuyện khác, cho nên nó mới kéo chúng ta đi theo cái tà tâm chúng ta nữa. Chỗ này đó bảo là nghe mà không nghe rồi. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa xong, Đức Phật không nói nữa, phải không? Đức Phật không nói nữa mà Đức Phật ngồi yên lặng. Tức là không nói nữa mà bây giờ Đức Phật yên lặng. Yên lặng cho nên tất cả những cái người mà họ muốn nghe đó, họ nhìn Đức Phật với cái yên lặng của Đức Phật. Họ nhìn cái yên lặng của Đức Phật rồi họ theo cái sự yên lặng của Đức Phật đó, tâm họ đứng yên lại được. Tâm Đức Phật đứng yên và tâm của những người này được đứng yên luôn. Hai cái tâm này đó, nó gặp nhau ở trong cái thế giới mà của tâm. Cho nên nó vào trong cái thế giới của tâm được đó, thì sao? Thành ra không kẹt ngôn ngữ. Cho nên nãy thầy nói một cái anh mà nói với thầy đó, con nghe được hết các ngôn ngữ thầy nhưng mà con không hiểu. Nhưng mà thì quý vị không thể nghe ngôn ngữ, không biết ngôn ngữ, nhưng mà vì tâm với tâm nó giao nhau cho nên mình biết. Giữa người này với người kia đó, nghe với nhau bằng tâm và biết nhau bằng tâm, cho nên nó không nói mà hiểu. Thế nên có vị đó họ dịch cái nghĩa là thầm hiểu ở trong lòng, phải không? Tức là thầm hiểu trong lòng thì thầy nghĩ cái này cũng chưa chính xác đâu. Tức là hiểu nhau, hai cái tâm hồn lớn này gặp nhau, họ hiểu nhau, còn những người khác không thể hiểu. Lúc bây giờ đó họ nói là Phật hiểu, ta hiểu, mà chúng nó không hiểu. Đây trên bước đường tu đó quý vị, nghiệm như thế này. Ta nói bây giờ Phật ở trong thiền định, mà chúng ta nghĩ về Đức Phật, ta thương Đức Phật, hết lòng với Đức Phật, thì cái tâm ta nhóm chạy theo Đức Phật ở trong cái thế giới thiền định của Ngài. Cho nên lúc bây giờ đi vào trong thế giới Phật, đây là cái thế giới tu. Cho nên ở trên bước đường tu. Cho nên khi mà vào được thế giới Phật rồi đó, ta thấy được Phật, phải không? Ta thấy được Phật, ta thấy được chúng hội đạo tràng. Mà chúng hội đạo tràng ở trong cái thế giới này đó, nó không phải là thế giới phàm trần. Cho nên nó không còn có một cái thương ghét phải trái nữa. Cho nên nó tâm chúng ta hoàn toàn vui. Cho nên cái vui này đó, ta gọi là cái vui tự thọ dụng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật dạy chúng ta có một cái tha thọ dụng. Lần lần chúng ta cắt bớt cái tha thọ dụng thì cái tự thọ dụng thân chúng ta này hiện ra. Cái này gọi là chứng pháp thân. Cho nên trên bước đường tu cái này quan trọng. Chứng pháp thân có nghĩa là lấy pháp làm thân. Lấy pháp làm thân. Cho nên lúc bây giờ đó, lấy pháp làm thân là có nghĩa gì? Ta ăn được pháp Đức Phật, lấy cái pháp Đức Phật làm nguồn sống cho mình. Cho nên có người ta nói rằng nghe được một lời pháp đó, còn hơn sống cả đời mà không nghe được gì hết. Đây là trên bước đường tu, quý vị nghiệm cho này.
Cho nên nghe được pháp thì lúc bây giờ đó lấy cái pháp mà mình nghe được đó, mới nuôi cái thân mình, cái thân này thân thứ hai, ta gọi đó là pháp thân Bồ Tát. Đây trên bước đường tu đó, thầy nói là hơn nhau ở chỗ này đó. Tức là chứng được cái pháp thân đó, thì cái này mới quan trọng. Còn nếu mà chưa có được pháp thân này nữa mà chúng ta chỉ chấp vào cái thân phàm này chúng ta, cái thân tứ đại này nữa, thì khổ vẫn triền miên thôi trên bước đường tu ta. Mà lúc bây giờ đó chúng ta quên bặt cái chuyện khổ này đi, mặc dù thiệt là khổ nhưng mà ta quên mất nó đi, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta không khổ. Cho nên tâm chúng ta không khổ cho nên thân. Thì bây giờ đó người ta dịch ra, người ta bảo là tất cả các chư thiên á, chư thần á, khuyên họ ngày đêm á, nên nương vào pháp á, mà sống, tức là lấy pháp mà nuôi thân chứ đừng lấy thực phẩm nuôi thân, phải không? Cho nên ta chỉ nuôi thân bằng thực phẩm thì sao? Cái chúng ta sợ nhất á, là thực phẩm có nhiều độc tố, phải không? Cho nên chúng ta tránh mà tránh cũng không khỏi. Nhưng bây giờ nên nuôi thân chúng ta nên bằng pháp, cho nên pháp thân chúng ta hiện. Cho nên pháp thân hiện này là gì? Tức là pháp thân hiện bắt đầu từ cái niềm vui mà ở trong yên lặng, cái tự thọ dụng thân chúng ta bắt đầu hiện ra. Cho nên lúc bây giờ ta sống với cái thân đó, cái thân đó là cái thân được kết hợp bằng pháp, cho nên vui với pháp. Mà vui với pháp là pháp của Bồ Tát, cho nên ở đây ta gọi là tất cả những cái trên bước đường tu đó là cái, đây là cái việc quan trọng nhất. Mà cái khi đó ta chứng được cái pháp thân này đó, thì mọi người nhìn về ta nữa, ta cũng không cần ai thương mình, không cần ai kính trọng mình, mà mọi người thấy mình họ thương được, họ thấy mình họ kính trọng được. Cho nên trên bước đường tu có thể khác nhau cho nên. Vì vậy mà ở trong cái bài kết của Kinh Pháp Hoa, thầy cũng có nhắc tới một câu này: liễu ngộ Pháp Hoa chứng đạo thiền. Cho nên liễu ngộ Pháp Hoa tức là hiểu được cái nghĩa này đó thì chứng thiền. Cho nên thiền họ cũng làm này thôi. Cho nên thiền này là gì? Nó phát xuất từ cái chỗ Huệ Khả Đại Sư đó, mà lên chùa Thiếu Lâm quỳ trước mặt Đạt Ma thiền sư, cho đến tuyết nó ngập, tuyết nó ngập, ngài quên lạnh đi, ngài quên lạnh đi, thì lúc đó tâm ngài hoàn toàn đứng yên. Cho nên khi tâm đứng yên đó mới được Đạt Ma thiền sư truyền pháp cho ngài, ngài đắc được pháp. Cho nên ngài đắc được pháp, ngài vui được với cái pháp này nè. Cái này ta gọi là Hoa Mạng Đà La. Cho nên nó bảo là tuyết rơi ở trên núi linh thú, tức là lạnh buốt cả xương đó, thì lúc bây giờ đó, ta quên mất cái thân này mà chúng ta chứng được pháp thân. Thần quang đó, thì ở trên chùa Thiếu Lâm đó, mà lạnh buốt như vậy đó, tuyết ngập người đi, thì lúc bây giờ đó, ngài cũng chứng được pháp thân. Cái chỗ này chính. Cho nên cái thân tứ đại này, cái thân trần tục này lạnh hết đi, rồi cái thân mà nghiệp chướng trần lao chúng ta đó, cái tâm chúng ta nó cũng lạnh luôn, phải không? Tâm chúng ta cũng lạnh luôn. Lục Tổ Huệ Năng bảo là cái trường hợp đó, đó danh lợi là cuộc đời này đó, ai cũng nghĩ tới hai việc danh và lợi, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, cái danh và cái lợi đối với ngài đó nó đóng băng mất đi rồi, tức là ngài không nghĩ tới chuyện này nữa. Cái chỗ này đó kinh ta gọi là Hoa Mạng Thù Sa. Cho nên Hoa Mạng Thù Sa rơi xuống có nghĩa là tâm chúng ta nữa, tất cả các cái trần duyên nó đóng băng lại hết, nó không còn cục cửa trong lòng chúng ta nữa. Thế trên bước đường tu đó, quý vị khi nào mà cái tâm mình đó, bị đóng băng trở lại đó, tất cả các cái trần duyên không tác động vào cuộc đời mình nữa đó, lúc bây giờ mình không biết mình là gì nữa, phải không? Thành ra tu nó có những cái lúc như vậy. Mình không còn biết mình không còn biết mình có cái thân này nữa. Mình quên nó đi là tại sao vậy? Là vì nó đã đóng băng mất đi rồi. Cái thân này đóng băng mất đi rồi. Cho nên lúc bây giờ đó mình có cái niềm vui ở trong lòng. Vì vậy đó mà các vị thiền sư đó họ tu, họ đắc đạo rồi đó, quên uống, quên ngủ, tới cuối cùng họ quên thở luôn rồi, phải không? Quên hết tất cả mọi cái này đi, thì chúng ta coi như họ chết mất rồi. Họ chết mất rồi đó, một khoảng thời gian sau mà tại vì họ chết mà không chết, cho nên cái thân này không thối không rã, thân này không thối không rã.
Cái đặc biệt nhất là cái khi mà thầy có tới viếng ngài Từ Hàng Pháp Sư. Cho nên ngài Từ Hàng Pháp Sư ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa, mà người ta coi như ngài là quá thân của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên trước khi ngài chết á, ngài không ăn không uống gì hết, không? Rồi á, ngài mới dặn đệ tử á, cái khi mà tôi chết rồi đó thì cái con người tôi như thế nào thì các ông cứ để y như vậy, mà tung xuống đất á, nếu 3 năm sau mốc lên á, mà cái thân tôi không bị rã, không hư á, thì các vị biết là tôi đắc đạo rồi. Còn nếu mà cái thân tôi á, bị mục rã đó thì thôi bỏ đi. Thì có cái điều lạ là y theo cái lời dạy của ngài đó, cho nên 3 năm sau đệ tử mốc lên. Tại vì khi ngài chết là ngài ngồi yên, ngài ngồi ngài tụng kinh rồi ngài mất luôn, cho nên người ta liệm ngài đó ở trong cái kim quang. Cái kim quang là đứng chứ không có ngồi. Đặc biệt nhất là có ngài Từ Hàng Pháp Sư là cái vị này đó là làm cái kim quang đứng, tức là cái hàng mà cái hàng đứng, mình là cái hàng nằm, cho nên để cái xác mình nằm xuống rồi liệm là đem chôn hay đem đốt gì không biết. Nhưng mà ngài như vậy thì sao, cho nên đệ tử phải đóng cho ngài cái hòm mà đứng để vừa với cái thân ngài ngồi vậy đó, mới khiêng ngài để vô trong cái hòm này rồi đem hạ xuống chôn ở dưới đất đó. Thế nên lạ nhất là 3 năm sau người ta móc lên thì người ta nghe trong cái hòm nó có cái mùi hương lạ. Nghe mùi hương lạ, khi mà dỡ nắp ra thì thấy cái người ngài còn nguyên như vậy, mà thịt da nó cũng còn mềm như người còn sống vậy, chỉ có cái khác hơn mình là không có thở thôi. Tóc ngài mọc ra thêm. Trước khi mà ngài chết thì người ta cạo đầu sạch giống như thầy vậy đó. Nhưng mà 3 năm sau ngài ngồi ở trong cái hàng đó chôn dưới đất thì bây giờ nó khui hòm ra đó, thì thấy tóc ngài dài. Cho nên ta nói cái này chết mà không chết, ngài đắc đạo. Cho nên trên cái bước đường tu là cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta mất mà cái xác giống như là Từ Hàng Pháp Sư hay là giống như là Huệ Năng Thiền Sư thì cái này chắc chắn là những người này đã đắc đạo. Các người vào ở trong cái thế giới thiền định, mà trong đó là cái thế giới của chư Phật, của chư Bồ Tát. Cho nên cái tâm mà lắng yên rồi, đóng băng lại rồi đó, thì chỗ này trong kinh ta dùng cái chữ qua mạng thù xa. Qua mạng thù xa rơi, qua mạng thù xa. Cho nên mạng thù xa nó có nghĩa là thanh tịnh, gọi là thanh tịnh qua. Cho nên qua mạng Đà La ta gọi là ý lạc qua, tức là cái khi nào tâm mình vui lên đó, người ta gọi là, cho nên vui ở trong lòng đó, vui tự nhiên trong lòng mình thấy vui thì tự nhiên ta bảo là trong lòng nở hoa. Mà cái người nào ở trong lòng nở hoa đó thì ở trên môi của họ, trên mặt của họ, trên mắt họ đó, ta thấy giống như là cười, phải không? Đây, cái người mà vui ở trong lòng đó thì ở trong kinh ta dùng cái chữ qua trời hay là qua mạng Đà La, ta nói cái này. Cái này cái bước ban đầu, cái bước đầu của ta tu. Nhưng mà từ cái chỗ vui này đó, nương được với pháp của Đức Phật. Ta nên nương được với pháp của Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta tụng kinh đó, ban đầu chúng ta tụng lấy mắt nhìn chữ, lấy mắt nhìn chữ, lấy miệng để đọc kinh. Mà tới một cái lúc nào đó cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh rồi đó, mình không có nhìn chữ nữa, miệng mình không đọc nữa, nhưng mà lúc bây giờ đó, trong tâm mình vẫn đọc kinh. Cho nên trong tâm mình kinh này đó, nó mới dẫn mình vào trong thế giới của Phật. Nó dẫn mình vào trong thế giới Phật. Cho nên ngài Trí Gia Đại Sư bảo là tôi cách Đức Phật 1000 năm mà tôi vẫn còn thấy Đức Phật và nghe được Đức Phật thuyết pháp ở chỗ này. Bảo nghe bằng tâm, bảo là không nghe mà nghe. Cho nên không nghe bằng lỗ tai nhưng mà nghe bằng tâm, không nghe ngôn ngữ nhưng mà nghe được pháp âm.
Nên không nghe ngôn ngữ là ta nói là Đức Phật khi thuyết pháp nên Ngài thuyết bằng tiếng Phạn. Thuyết bằng tiếng Phạn. Ngài Trí Giả Đại Sư không biết tiếng Phạn, nhưng mà đi vào ở trong thiền định rồi nó vẫn nghe Đức Phật nói pháp được. Cho nên bây giờ nghe bằng tâm đó, thì cái này thoát đi ngôn ngữ. Tức là cái tâm chúng ta đó, nó không kẹt vào trong ngôn ngữ này ngôn ngữ kia. Ai muốn nói ngôn ngữ gì nói, nhưng mà ta biết hết. Cũng giống như cái ngày Phật trước mà khi sang Nhật á, thì bây giờ Ngài đâu biết tiếng Nhật, đâu có biết được tiếng Việt. Nhưng mà một ông là người Việt, một ông là người Nhật, nhưng mà hai ông này đã hiểu nhau. Tự nhiên Ngài đóng cái bè, Ngài đi sang Nhật á, thì Ngài hành cơ bên kia cũng biết là đúng giờ đó, ngày đó bè của Ngài tới đây, cho nên ông ra ông đứng ngoài bến, ông đón không? Đó ông rước cái ông kia về. Rước ông kia về đó để mà cố vấn cho cái vấn đề xây dựng cái điện Tỳ Lô Giá Na của chùa Đông Đại. Cái câu chuyện này đó, câu chuyện hơn 1.000 năm về trước. Cái này là câu chuyện có thật chứ không phải là câu chuyện giả tưởng. Cho nên hai cái vị này người ta gọi là hai vị Bồ Tát. Cho nên nó không thể nghe được ngôn ngữ của nhau, nhưng mà qua cái pháp âm, qua cái tâm đó, thì Ngài Hạnh Cơ hiểu được hết Ngài Phật Triết. Ngài Phật Triết cũng hiểu Ngài Hạnh Cơ đó, thì Ngài không biết tiếng Việt. Ngài Phật Triết đó, thì vẫn nói bằng tiếng Việt, nhưng mà Ngài Hạnh Cơ vẫn nghe được và giải bằng tiếng Nhật được. Ta nói Hạnh Cơ thì nói bằng tiếng Nhật, nhưng mà Phật Triết vẫn nghe được và hiểu được bằng tiếng Việt. Thế cho nên ta gọi là nghe bằng tâm. Tới chừng đó là không qua ngôn ngữ nữa. Cho nên này ta gọi là đi ngôn thuyết, là cái này sử dụng tâm trên bước đường tu chúng ta vậy. Ai muốn sử dụng ngôn ngữ nào mạch, nhưng mà ta vẫn nghe được và hiểu được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm đó, thì sẽ nhận được cái này. Tại vì cái khi mà một cái ngôn ngữ nào đi nữa đó, mình học và mình nghe được á, thì trường hợp mình chỉ nghe được bao nhiêu? Thầy nói chừng 50-60% thì cái này nhiều lắm. Ta nói trong một cái cuốn từ điển như vậy, bao nhiêu triệu từ, làm sao ta nghe được hết, ta học được hết? Thầy học thì cái trường hợp á, học mới có 3 tháng thì thầy thi vô đại học, làm sao thầy nghe được hết, thầy biết được hết lắm? Đương nhiên là không có thể nào biết được, không thể nào nghe được. Đây là sự thật, không nghe được. Nghe được chừng 20% thôi. Thầy giáo giảng chỉ nghe được chừng 20% thôi, tiếng Nhật thôi. Nhưng mà khi làm bài đó, khi mà làm bài đó, thì điểm thầy vẫn cao như thường. Nên những người bạn nó nói là lạ, thấy không? Nó nghe thầy nói tiếng Nhật không rành, nhưng mà tại sao thầy viết bài là điểm cao? Thầy nói, nó Trí Giả Đại Sư có nói là không cần nghe ngôn ngữ, nhưng mà nghe được pháp. Nghe được pháp này là gì? Nghe được tâm của ông thầy. Còn nhiều khi đó ta nghe được ngôn ngữ bên ngoài, nhưng mà pháp chúng ta không nghe, cho nên ta không hiểu được tâm của thầy, cho nên việc chúng ta không hiểu được. Đây là trên bước đường tu. Trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Không hiểu, nhưng mà nghe rồi đó thấy vui, phải không? Thành ra có nhiều người đó tới đây nghe pháp, thầy hỏi hiểu không? Nói là thưa thầy con không hiểu. Thầy hỏi sao không hiểu mà lại tới nghe? Nó con thấy vui thầy. Thầy nói như vậy được rồi. Bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cho đi. Không biết thầy giảng thì mình không hiểu đó. Mà biểu lập lại thì lập lại không được. Nhưng mà chính cái tâm của mình nó tiếp nhận được pháp, cho nên cái pháp này nó làm cho cái tâm hồn mình vui, và nó làm cho cái sức sống mình đạo nó cao hơn. Hãy ngày nào không đi nghe pháp đó, thì cảm thấy thiếu, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, mình đã có được cái pháp thân rồi, cho nên cái pháp thân này nó cần ăn pháp để nó sống. Nếu hỏi thiếu pháp đó, thì cái pháp thân mình bị ốm. Thiếu thực phẩm đó, thì cái thân vật chất này bị ốm. Ba mạng Đà La này đó, có nghĩa là cái pháp thân chúng ta đã hiện ra được. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe được pháp của Đức Phật mà nghe trong yên lặng, đây ta bảo là qua trời. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu, ai mà nghe được pháp đó, thì với cái điều kiện là cái trần duyên cắt đứt hết mọi việc đó, ta tập ta quên hết, ta bỏ đi, phải không? Nhưng mà kinh nghiệm thầy đó, thầy nói là
cái trường hợp dầu chúng ta không quan tâm tới nó, ta không quan tâm tới chuyện này nữa, nhưng mà mọi việc nếu công đức chúng ta sanh ra và nghiệp chúng ta lắng yên xuống đó, thì mọi việc nó tự hóa giải thôi. Tại vì bình thường chúng ta không thể giải được, ta nghĩ ta không thể nào giải được, thậm chí ta nghĩ ta không thể nào sống được, hiểu? Nhưng mà sao lại ta sống được và ta giải được? Chẳng lẽ chết từ lâu rồi chứ, mà sao giờ họ cũng sống thấy mình gặp họ đấy? Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên thầy nói mình tu được có cái pháp rồi đó, có được cái pháp thân hiện đó, thì cái hoàn cảnh của mình bên ngoài tự nó biến đổi tốt thôi. Nó biến đổi tốt cho mình. Cái chỗ này người ta bảo là qua trời. Tức là mình là con người, nhưng mà cái tâm mình đó, nó vượt ra ngoài cảnh giới người. Vượt ra ngoài cảnh giới người. Cho nên từ đó đó, mình không còn thích những cái vui trong cuộc đời nữa. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nó bảo là không thích cơm ăn chỗ ở, phải không? Không thích cơm ăn chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền. Bị tam độc làm phiền này, tam độc là gì? Tham, sân và si. Tức là lòng ham muốn của mình nó, và cái ngu si của mình đó, nó hại mình đó. Mình không bị cái này nó hại nữa. Cho nên tâm chúng ta là thiền. Cho nên tâm chúng ta yên tĩnh, có nghĩa là mọi việc đó, trần gian nó tự đóng băng lại rồi, nó không còn cái này tác động người ta nữa. Cho nên tâm chúng ta yên tĩnh, tâm chúng ta hoàn toàn tốt. Cho nên lúc bây giờ đó gọi là tâm là thiền. Tâm của họ là thiền. Tâm họ là thiền, tức là tâm hoàn toàn yên tĩnh. Mà tâm hoàn toàn yên tĩnh thì lúc bây giờ đó, cái nhìn đời của họ nó chính xác hơn. Càng yên tĩnh thì càng chính xác. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới biết tất cả mọi việc ta nghĩ trước đây nữa là điều không đúng hết. Cho nên từ cái khổ này chồng chất lên khổ khác, từ cái khó khăn này nữa, nó dồn dập tới cho chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Mà thường người ta bảo là sống, phải không? Thì sống ở trong lòng chúng ta nó nổi dậy, hết đợt này tới đợt khác thôi. Cho nên tới cuối cùng thì chúng ta chịu không nổi, nó bị nó nhận chìm xuống, gọi là đọa. Còn ở đây đó, vì trần duyên thuận nghịch tâm không thiết nữa, cho nên lúc bây giờ sống nghiệp, gió nghiệp hết, cho nên sống lặng. Thành ra sống lặng, sống không còn nổi lên nữa, không còn dồn dập ta nữa. Cho nên tâm nó lắng yên. Mà quý vị thấy khi nào tâm chúng ta lắng yên đó, thì cái nhìn chúng ta chính xác hơn. Còn chúng ta suy nghĩ đó, thì cái trường hợp này đó, cũng có cái đúng mà không có cái sai, thậm chí cái sai nhiều hơn cái đúng. Cái này đó là Hòa Thượng Trí Tịnh dạy thầy đó. Khi Hòa Thượng còn sanh tiền đó, Hòa Thượng nói với thầy này đó, để thầy về thầy tự trắc nghiệm cái pháp môn tu. Vì vậy đó mà Hòa Thượng nói với thầy đó, tôi rời khỏi cái thiền thất tôi không thấy yên đó. Thế nên mấy thầy nên để cho tôi yên, phải không? Để cho yên á, tức là Hòa Thượng ở trong thiền thất á, đừng cho Hòa Thượng suy nghĩ cái gì hết, đừng biết cái gì hết á. Hòa Thượng thấy yên hơn. Nhưng mà Hòa Thượng nói á, là tại vì khi nào đó mà mấy thầy không hỏi tôi, mấy thầy không hỏi tôi, thì lúc bây giờ đó cái nhìn của tôi đó, tôi thấy chính xác hơn. Cho nên trên bước đường tu của chỗ này thầy gọi là tâm là thiền. Tâm họ đạt tới chỗ thiền rồi đó, thì cái trường hợp này ta gọi là qua mạng thù xa. Cái này, cái tâm mà mình nó trong như là thủy tinh, phải không? Nó không còn cái gì hết đó. Nó tinh luyện tới cái mức cao nhất của nó trong suốt rồi đó, thì cái này gọi là tâm là thiền. Cho nên khi mà trong suốt rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ánh sáng mặt trời chiếu vào đó, tự nhiên ánh quang của Đức Phật rọi vào đó, tự nhiên ta sáng lên. Cho nên cái biết của chúng ta bây giờ là cái biết của Phật. Thành ra biết của Phật. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, có thể hơn nhau đó. Có những người họ nghe được chư thiên, có người họ nghe được các vị thiện thần. Cao hơn đó, có những người đó họ nghe được các vị Bồ Tát hay là các Đức Phật. Cái này là cao nhất là về các Đức Phật. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó.
Còn ta không nghe được mấy cái này nữa, thì chúng ta nghe được cái chuyện trần tục không ấy, thì thiệt ra đó họ làm phiền chúng ta nhiều lắm. Tất cả mọi người trên trần gian này đó, họ làm phiền chúng ta đủ thứ hết đó. Là ta càng tiếp xúc bao nhiêu thì ta lại càng phiền muộn bấy nhiêu thôi. Hay là nếu mà có vui đó thì vui trong khoảnh khắc, rồi đó cái khổ nó dồn dập tới cho chúng ta, cái này sẽ mất cái này nó luôn luôn nhiều hơn cái vui, và tới cái kết thúc của nó đó là chết ở trong cái buồn hơn. Đây là trên cái bước đường tu quý vị nghiệm lại thấy. Cho nên càng bình tĩnh, càng lắng yên thì lúc bây giờ cái tầm nhìn chúng ta càng sáng hơn. Mà sáng hơn cái chỗ này đó, thầy nói là nhờ Phật hộ niệm hay là nhờ chư thiên mách bảo. Tại chư thiên mách bảo là khi nào tâm chúng ta không còn ba việc tham sân và si. Không còn tham sân và si đó, thì lúc bây giờ đó, giữa ta và chư thiên đó, cái tâm có thể giao nhau được. Cho nên ta gọi là chư thiên mách bảo. Cho nên chư thiên mách bảo ta cho chúng ta biết trước là cái việc gì sẽ xảy ra trong đời chúng ta đấy, để chúng ta tránh khỏi chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tâm là thiền, tâm là thiền đó, thì cái trường hợp này đó, cái nhìn chúng ta sáng suốt. Vì vậy đó mà quý vị thấy Đức Phật khi còn tại thế đó, khi còn tại thế là thường đó, là hay nhập định, tức là ngồi thiền đó, Đức Phật thường hay ngồi để cho cái tâm mình nó lắng yên tới cái độ cao nhất. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới quán sát hết trần gian. Ngài biết cái người nào có duyên với mình, người nào không có duyên, người nào nó thuận và người nào nghịch. Do đó mà Đức Phật tới độ ai thì nhất định người đó được thôi, phải không? Cho nên cái người hung dữ nhất như là vô não, cái anh này là anh cướp và giết người mà. Cho nên khi anh thấy Đức Phật, anh cũng nghĩ tới giết Đức Phật chứ. Nhưng mà Đức Phật nhìn xa ở trong tâm anh này, và nhìn xa ở trong những cái kiếp quá khứ anh này đó, Đức Phật thấy anh này trước đây đều tu, nhưng mà vì đi lạc cho nên trở thành tướng cướp. Đây là trên bước đường tu quý vị nghiệm. Tây lạc cho nên trở thành tướng kiếp, nhưng mà căn lành có, do đó mà Đức Phật tới độ anh này. Nhưng bây giờ đó, Đức Phật nhìn xa mà thấy đó, cái ông Sunita là cái ông gánh phân, cái ông chuyên môn gánh phân ở trong cái thành phố. Thì bây giờ đó, Đức Phật nhìn xa đó là thấy cái ông này đó, đời trước ông là tu, đời trước ông tu, đời trước là một vị pháp sư nổi tiếng, nhưng mà vì phạm cái sai lầm đó cho nên kiếp này tái sanh ra lại trả quả báo trước không. Cho nên cái kiếp này cái thân ổng làm cái người gánh phân như vậy, nhưng mà cái tâm ổng bên trong nó gần tới với đạo rồi. Cho nên Đức Phật tới độ ông này thôi. Độ ông này đắc quả là hắn. Cái câu chuyện đó quý vị thấy đó, là khi mà Đức Phật độ cho ông này xuất gia một cái đó, là tất cả mọi người đó họ đều bất mãn hết, phải không? Tại sao bất mãn? Tại vì họ chưa hiểu đạo, họ chưa đắc đạo. Đó là họ mới mách cho ông vua Ba Tư Nặc biết đó, là Đức Phật đã độ cho cái ông hút phân xuất gia rồi. Thì bây giờ đó ông Ba Tư Nặc này, ông vua này đó, ông là khó chịu. Thế nên ông vua này đó là ông chủ trương chỉ có cái hàng Bà La Môn với hàng Sát Đấy Lợi đó là hàng cao quý, cho nên những người này mới được đi xuất gia, mới được tu hành. Sở dĩ tôi kính trọng Đức Phật là vì Ngài ở trong dòng Sát Đấy Lợi, phải không? Bây giờ đó, Ngài đưa một người hạ tiện vô đây đó, làm sao tôi chấp nhận được? Đây các vị thấy. Cho nên những người quyền quý, những người giàu có đó, mà bây giờ chấp nhận một cái người cùng đến như vậy được không? Cho nên khó. Nhưng mà cái ông này đó Đức Phật biết cái tâm ông này là tới đạo rồi, nhưng mà sanh ra lại kiếp này để trả quả báo này. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, Đức Phật dắt cái ông này tiếp cái tâm của ông này, cho nên tâm ông này nó sáng lần lên, tất cả những cái nghiệp trần lao ông nó rớt xuống hết, cái nghiệp trần lao ông rớt rụng xuống hết, cho nên tâm ông hoàn toàn thanh tịnh. Mà tâm ông hoàn toàn thanh tịnh á, thì lúc bây giờ tướng hảo hiện ra. Hồi nãy cái tướng người hút phân hiện ra, người mang quả báo, nhưng bây giờ cái tướng của thánh tăng hiện ra. Cho nên khi mà vua Ba Tư Nặc tới đó, thì thấy ông Sunita này đang ngồi thiền nữa.
hào quang nó sáng lên. Do đó đó, ông mới xuống kiệu ông lại ông này trước đi. Còn mấy ông thầy khác á, thì còn chưa đắc đạo, cho nên cái tâm phàm tục còn, cho nên còn phân biệt, còn ghét thương, còn giai cấp. Do đó mà cảm thấy khó chịu, cho nên ông nào cũng vậy. Ông thì mặt đỏ, ông thì mặt xanh, ông thì nhăn nhó, phải không? Cho nên thấy ông thân từ cái dòng họ cao quý nó cứ tới thưa với vua. Có cái ông mà thốt thân đi tu trong này, thì chính mấy ông này cũng phiền não, cũng khó chịu, cho nên gặp cái ông này cũng vậy. Ông vua này cũng giống nhau, thì cùng một hệ với nhau ở một giai cấp. Nhưng mà cái khi đó vua Ba Tư Nặc đó là vua hỏi Đức Phật cho rõ cái chuyện này. Thì bây giờ đó vua gặp Đức Phật hỏi là Đức Thế Tôn có độ cho một cái người gánh phân tu không? Đức Phật nó có chứ. Tại vì đạo của ta thì không có giai cấp, phải không? Không có giai cấp. Không có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người già, người trẻ. Nhưng mà chỉ có những người cầu giải thoát mới tới với đạo được. Cho nên ở trên bước đường tu này đó, quý vị nên nhớ cái chỗ này. Nếu cái tâm mình còn phân biệt á, thì coi chừng mình nằm ở ngoài. Cầu giải thoát á, giống như là cái trường hợp mà thần quan tới cầu Đạt Ma đó, thì cái trường hợp này sẽ đắc đạo. Đạo Đức Phật là đạo giải thoát. Còn phân biệt, còn phải trái, còn hơn thua đó, còn cố chấp á, thì dù chúng ta có tu bao nhiêu đi nữa đó, thì cái này cũng mất hết. Cho nên Đức Phật mới hỏi ông vua Ba Tư Nặc, hỏi trước khi mà bệ hạ vào đây đó, có thấy một cái ông tỳ kheo ngồi thiền ở ngoài cửa không? Tại bây giờ ông đi vô trong chùa đó thì chư tăng không chấp nhận ông, phải không? Nó ông là hôi thối, ông là hạ tiện. Phật độ thì Phật chấp nhận, nhưng bây giờ đó tăng ta không chấp nhận, cho nên ông phải ngồi trước cửa chùa ông tu thôi. Tới ngồi ngoài sân tu thôi. Nhưng vì ông đắc đạo, cho nên cái điểm này để quý vị thấy đó, cái chùa Thiếu Lâm chứ không có ở trong chùa, phải không? Thành ra chúng ta nhớ như vậy đó. Thì lúc bây giờ ông Sunita cũng ngồi ngoài đó, thành ra ông vua Ba Tư Nặc ông nói con có thấy một vị tỳ kheo ngồi ở ngoài mà có hào quang, cho nên con có lại không? Thì Đức Phật nói chính ông Sunita là người đó. Ông Sunita, cái ông mà hút phân nữa, là chính người này. Tất cả những người giàu sang khác, quyền thế khác, tuy là đi tu nhưng mà không bỏ được cái tâm tham chấp này, cho nên nó tu lâu mà không đắc đạo. Ông này đó, là ông không có một cái gì để bỏ hết đó. Cho nên đó, khi ông nghe đạo đó thì ông thực tập, ông đắc đạo liền. Cho nên chỗ này đó là cũng là cái an ủi cho mình người nghèo đó. Nên khi thầy đi tu, thầy nghĩ mình không có cái gì để bỏ hết đó. Làm vua còn phải bỏ ngôi đi, sự nghiệp đi tu, còn thầy đi tu với hai bàn tay trắng. Cho nên dễ tới với đạo hơn, đi theo con đường mà của ông Sunita. Cái người kia có rồi nó muốn bỏ mà không phải bỏ dễ, phải không? Ta đi vô chùa tu rồi đó, nhưng mà nói bỏ, nó bỏ chứ ngồi trong chùa cứ nhớ mà. Hồi có một người bạn với thầy, ông này cũng có nhà giàu rồi có gia đình nữa, vừa có nhà giàu vừa có gia đình. Lúc bây giờ nó nghe nói đi tu nữa, rồi ông cũng đi tu, phải không? Đi tu á, thì lúc bây giờ đó hòa thượng mới cho tu, lên chùa tu thôi, nó tu thử 3 tháng thôi, chứ không phải tu luôn, phải không? Nó tu 3 tháng thôi, lên chùa không được về nhà. Thành ông ở trên chùa đó mà ông cứ nhớ nhà, ông cứ trông cho hết 3 tháng, trông người nhà lên. Mà hòa thượng dặn là không, người nhà không được lên thăm để cho ông tu. Thì người nhà họ cũng nghe lời hòa thượng dạy, thôi để cho ông tu. Ở trên này ông trông cho hết 3 tháng, mãn 3 tháng rồi cái ông lật đật cũng cuốn của ông về nhà. Các vị thấy ông này tu được cái gì không? Ông về nhà nữa, ông về nhà đó, ông ngồi đó, ông làm thinh, ông hầm hầm đó, không? Vợ con ông vô chào ông không thèm nói tới. Hồi ông bực quá ông nói: tôi bây tưởng tao chết rồi hả? À, thì coi như vậy là tu cả 3 tháng này coi như trống không có gì.
phải không? Tức là được cái kết quả là gì? Bực bội, buồn phiền. Thì cái này nặng quá rồi. Thay vì hồi chưa đi tu nữa thì không có cái này. Chưa đi tu còn biết thương vợ thương con, lên chùa tu còn thương vợ thương con, bây giờ nó là bực bội như vậy đó thì còn gì nữa, phải không? Trở thành cái xấu. Đi tu là đổi cái tốt này đó cho nó tốt hơn lên chứ. Chứ tại sao mình đem đổi cái tốt thành xấu của mình đi? Đây là cái điều sai. Cho nên nhắc cho chúng ta đó là phải thấy hoa trời. Thành ra thấy hoa trời tức là hai cái loại hoa đó, tức là cái hoa đó mà trong lòng chúng ta vui. Vui ở trong pháp của Đức Phật. Mọi việc bên ngoài trần gian ta cắt hết. Cái thứ hai là vui ở trong cái thanh tịnh, ta nói càng thanh tịnh ta càng thấy an vui, càng thanh tịnh ta thấy ta càng hạnh phúc. Thì lúc bây giờ thì chúng ta có cái tự thọ dũng thân. Cho nên là lúc bây giờ đó, thầy nhớ lại cái câu mà Hòa Thượng Thiện Hoa nói với thầy 50 năm về trước. Thầy Hòa Thượng nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất là ý nghĩa. Thầy Hòa Thượng đứng ngoài lan can chùa Ấn Quang, thầy đứng bên cạnh Hòa Thượng. Quý vị nghĩ sao? Họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Tại cái đời chúng ta đi xuất gia tu hành, cái hạnh phúc nhất của chúng ta đây, chúng ta không còn bị những cái phiền lụy của thế gian, không còn bị những cái lặt vặt kia quấy rầy, phải không? Cho nên những người giàu có quyền thế mà mới bỏ tu có 3 tháng, lên chùa ở 3 tháng mà khổ sở như vậy, đúng không? Thành muốn bỏ đâu có dễ. Còn bây giờ nữa, mình thầy trò mình không có gì hết, nhưng mà thiệt ra đó mình hạnh phúc hơn họ nhiều, phải không? Cho nên chính đây là cái an ủi của thầy trong lúc mới đi tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ này nữa mà phấn đấu đi trên con đường độc đạo của mình, cứ như vậy mà đi tới. Mà hãy càng đi tới nữa, càng tiếp cận với hiền thánh bao nhiêu thì cái trường hợp tâm mình á, những cái điều hay, những cái ý lạ để áp dụng trong đời tu mình á, nó làm cho tâm mình sáng thêm, nghiệp mình nó nhẹ lần rồi, nữa mình làm được một số việc ở trên cuộc đời này để gọi là trả ơn cơm áo, rồi cũng chuẩn bị cho mình hành trang để đi xa, phải không? Đây trên bước đường tu. Thôi xin hồi hướng. Yeah.